Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay tôi đang ở đây là ở địa phận của xã Bình Châu, xã Biển Bình Châu, một nơi địa điểm về du lịch rất là nổi tiếng của Bà Rịa Vũng Tàu và là một trong những nơi bây giờ là tiềm năng phát triển nhất của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, bởi vì nó rất là hoang sơ và không khí ở đây vô cùng trong lành. Nó kết hợp giữa nghỉ dưỡng và an cư. Thì giới thiệu quý vị một lô đất ở đây này. Từ vị trí này mà đi ra biển á, là khoảng gần 2 cây số, khoảng cây 8, cách Ủy ban Nhân dân xã khoảng cây số quý vị nhé, cây 1, cây 2 thôi, rất là gần. Đấy, cách đường ven biển thì cũng mấy trăm mét. Thì giới thiệu quý vị lô đất ở đây là có diện tích là 1.439 m², có chiều ngang là 23 m, bắt đầu từ cái cọc xanh này này. Đó, cho đến cái cọc xanh ở chỗ này, đúng không? Đó, thì là 1.439 m² và giá chào bán đây là 4.444 triệu, thứ quý 4 quý vị nhá, cho quý vị dễ nhớ. Đấy, chỗ này mà làm một cái lô biệt thự ở đây thì vô cùng tuyệt vời. Hiện trạng giấy tờ đất là đất nông nghiệp nhá, đất trồng cây lâu năm và đất thì là đất cát. Cái này thì làm nhà thì làm móng rất là chắc quý vị nhá. Đấy, cái mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí về xây dựng trong cái vấn đề làm móng. Về cái thị trường ở đây thì rất là tiềm năng ở chỗ là nó gần với các khu du lịch nổi tiếng và rất nhiều các cái đại gia ở đây ban đầu họ đầu tư ở đây và mua những cái mảnh đất ở đây để họ làm nơi nghỉ dưỡng, làm nơi xây dựng những cái căn nhà thứ hai của mình nhé. Đấy, thì quý vị nào mà chưa có một mảnh nào ở đây hoặc là nếu như đầu tư có rồi thì đầu tư thêm đây thì mảnh này cũng là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý quý vị nhé. Thế sơ bộ cho quý vị một lô đất như vậy, thì quý vị nào quan tâm thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.